thượng nghị sĩ Lindsey Graham đòi ám sát ông Putin thượng nghị sĩ là thành viên của ủy ban ngân sách thượng nghị viện Mỹ đã đăng bình luận trên trang trại hội Twitter của ông trong đó bóng gió về một Proust của Nga hay là một đại tá Stoltenberg thành công hơn hàm ý rằng ám sát ông Putin hai nhân vật Proust và Stoltenberg lần lượt là một chính trị gia la mã là một sĩ quan người đức những người đã tham gia vào kế hoạch ám sát hoàng đế la mã shiza và trùm phát xít hitler ông graham thậm chí còn bình luận rằng đây là cách duy nhất để giải quyết cái chuyện trận chiến xâm lược của nga tại ukraine tòa đại sứ nga tại hoa kỳ đã lên án và cực lực phản đối cũng như yêu cầu nhà chức trách hoa kỳ bình luận hay là giả nghĩa về cái hành động này vì cho rằng ông này ông ảnh hưởng ghi gốm lắm ông này là bạn thân của ông tổng thống trump mà ông là một thượng nghị sĩ của north carolina rất là nổi tiếng tại hoa kỳ ông là nghĩa là gây rất là nhiều sóng gió trên cái chuyện có lập trường cứng rắn của ông đối với vấn đề quốc tế cũng như là bên phía cộng hòa cực hữu Dạ, yeah. nhưng mà trong lúc mà xanh xinh đẹp như thế này thì đưa ra nói một cầu mất hồn để cho nên thật là có đôi khi có những lúc mà xem sẽ đẹp vậy thì uh, cũng phải cẩn trọng đôi chút nhưng mà chắc chắn là ông phải có cái hàm ý phải phải có cái cái nguyên nhân nào ông ông muốn nói như vậy có thể là uh, để uh, biết đâu được suy nghĩ về vấn đề đó chắc hay là uh, ông ông chỉ muốn uh, để cho hù dọa nga để cho thấy là ồ oh, có một thể trong có một cái, cái giải pháp đó. mà người ta dự đoán để làm cho chấm dứt cái cuộc chiến này không phải là mỹ đi đóng sát mà là ở bên trong nước nga người ta cái đảo chính ông này yeah. tức là bây trong giờ người khi dân nga người ta hình... cũng chống người dân nga cũng chống và yeah. trong nghị viện tức là trong cái duma của bên nga yeah. đó cũng có những người đã phản đối cái chuyện này rồi nhất là hình ảnh của những người chiến binh nga bị bắt làm tù binh họ lên họ họ ngạc nhiên họ lên họ nói họ ngạc nhiên là họ không biết đi quấn chiến tranh họ đi quấn nhau họ chỉ nói đi tập trận thôi mà cuối cùng lường gạt người dân nga cho nên cái đó rất là nguy hiểm cho putin